bạn đang hút hay có ý định hút thuốc lá điện tử, bạn phải xem video này. Trước hết, mình đồng ý là việc hút thuốc là có lợi. Nhưng lợi cho ai thì còn chưa biết. Có thể cho bạn hay cho một ai đó đã nhét điếu thuốc vào mồm bạn. Theo một góc độ khác, của những người hút thuốc thì cho rằng thuốc lá cũng là thuốc, mà đã là thuốc là phải bổ. Thực tế lý luận trên là đúng, rất bổ, vì nếu không bổ thì người ta cũng chẳng kinh doanh. Bạn nghĩ rằng việc hút thuốc có thể giúp bạn giảm stress, cảm thấy phê pha hay giúp bạn trở nên cool ngầu trước mặt bạn gái? Bạn biết định nghĩa thế nào là thế hệ Gen Z không? Theo khoa học là những người sinh năm từ 1997 đến năm 2012, mà các cháu tiểu học trên có lẽ thuộc thế hệ Gen Z. Bạn ra ngoài đường xem, thấy các cháu tiểu học, trung học zít lấy zít để. Thực sự là nguy hại cho cả một thế hệ. Có nhiều người rất kỳ lạ, họ bỏ những đồng tiền mồ hôi nước mắt ra để sở hữu vật phẩm có thể giết chính bản thân họ. Vì sao mình nói vậy? Bạn thực sự tin rằng thuốc lá điện tử là vô hại? Bạn thấy quảng cáo nói rằng nó là thứ thay thế cho thuốc lá truyền thống, nó vô hại, hút vào là auto đẹp trai, bạn hút nó sẽ có nhiều bạn gái theo đuổi. Bạn chỉ cần chất nicotine trong thuốc lá điện tử thay vì 4.000 chất độc trong thuốc lá truyền thống và rất nhiều câu hay ho khác. Bạn thực sự tin những gì người bán hàng nói về sản phẩm của họ? Ông cha ta có câu đẹp đẽ thì khoe ra, xấu xa thì đậy lại. Có ai bán hàng lại đi nói với bạn rằng thực tế sản phẩm của họ rất tệ hại, rằng nếu bạn mua thì bạn thực sự là kẻ ngốc. Để mình nói cho các bạn nghe, chất nicotine được thần thánh hóa đó từng một thời được sử dụng như một loại thuốc trừ sâu để diệt bọ chét. Một vài trường hợp đã tử vong khi chất lỏng nicotine trong thuốc lá điện tử hấp thụ qua da. Khi bạn hút thuốc, hàm lượng nicotine sẽ thay đổi từ không đến cực cao. Nicotine ảnh hưởng đến não và hệ thần kinh, làm tăng huyết áp và nhịp tim. Lượng nicotine càng lớn thì huyết áp và nhịp tim càng cao. Điều này có thể gây loạn nhịp tim. Trong một số trường hợp hiếm gặp, đặc biệt là khi dùng liều lượng lớn nicotine, loạn nhịp tim có thể gây suy tim và lên thiên đàng sớm hơn so với dự kiến. Sau khi tác dụng ban đầu của thuốc lá điện tử bị lờn, cơ thể bắt đầu khao khát nicotine. Bạn có thể cảm thấy chán nản, mệt mỏi và cáu kỉnh. Theo thời gian, việc sử dụng nicotine có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm hệ thần kinh, bệnh tim, đông máu và loét dạ dày, và cả tá bệnh khác, bệnh viêm màng túi cũng trong số đó. Ngoài ra, các loại thuốc lá điện tử cũng mang đến nguy cơ cháy nổ ảnh hưởng đến tính mạng người sử dụng. Ví dụ nhé, thuốc lá điện tử phát nổ trong miệng, cậu bé 17 tuổi bay răng, gãy đôi xương hàm. Chàng trai tử vong do thiết bị hút thuốc lá điện tử phát nổ, cắt đứt động mạch cổ. Hàng tỷ ví dụ trên mạng, các bạn có thể search kiểm chứng nhé. Bên cạnh đó, các chất lỏng dùng để đốt thuốc lá điện tử có mùi thơm thu hút trẻ con. Tình trạng trẻ em nhập viện vì nuốt chất lỏng nicotine trong thuốc lá điện tử ngày càng tăng. Nếu bạn đang hút hay có ý định hút thuốc lá điện tử thì hãy suy nghĩ kỹ nhé, vì đời bạn là của bạn, tiêu pha như nào đó là quyền của bạn. Nội dung của video xin được dừng ở đây, chúc các bạn sức khỏe và nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất bạn nhé.